Ok, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay lại với vấn đề là trả lời những cái câu hỏi của các bạn đặt ở trên kênh YouTube của Zenven. Và kênh YouTube này thì của website học lập trình zenven.com. Bạn nào muốn tham gia vào những cái khóa học lập trình trực tuyến thì các bạn có thể truy cập vào website này. Bây giờ thì mình sẽ quay lại và mình xem trong thời gian vừa rồi bạn nào đặt câu hỏi thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì đầu tiên là câu hỏi của bạn Trường Đinh. Em có hỏi rằng thầy làm video về cách vừa học code và vừa đọc document của một ngôn ngữ đó đi à. Thì cái này thì cũng tùy theo ngôn ngữ em ạ. Chứ mình không có nào mà có một cái công thức tổng quát cho tất cả các ngôn ngữ lập trình được. Do đó thì trong lúc này đối với trường hợp của em thì em có thể tham gia vào cái khóa Python của anh. Thì khóa Python mình cũng đã up một số video miễn phí ở trên YouTube rồi. Em có thể tham gia khóa đó. Thì trong khóa đó anh cũng có hướng dẫn cách đọc tài liệu này nọ. Nói chung thì mỗi khóa thì anh đều có hướng dẫn cách chúng ta đọc trực tiếp cái tài liệu từ cái trang chủ. Nó hướng dẫn cho chúng ta luôn. Và ở đây như anh nói là nó không có một công thức nào hết. Do đó thì đối với mỗi ngôn ngữ chúng ta có những cái cách research, những cái cách nghiên cứu nó riêng em ạ. Rồi tiếp tục với bạn là Hoài Đặng. Hoài Đặng có nói rằng đến phóng to xíu ha. Rồi Hoài Đặng có nói rằng là thầy nói tiếng Anh kỳ quá. Ok, cái này là một cái khuyết điểm của anh. Anh cũng đang cố gắng cải thiện nó. Cảm ơn em đã góp ý cho anh ha. Rồi Nhóc Đại có hỏi rằng em chuẩn bị học công nghệ thông tin về phần mềm Java. Anh cho em hỏi hai phần mềm download ở trên nó miễn phí hay là trả phí? Thì thực chất mấy cái này nè, nó đơn giản lắm. Thì thay vì hỏi anh á, em chỉ cần em vào ngay cái trang đó em download là biết liền ha. Thì đa phần là những cái phần mềm này là phần mềm miễn phí hết, ngoài trừ những cái phần mềm mà mình dùng để soạn thảo mã nguồn á, thì có một số phần mềm nó có phí thôi. Còn những cái phần mềm nó giúp mình cài đặt này nọ để mình học Java thì đa phần là nó miễn phí em ha. Và mấy cái này như anh nói là cứ trải nghiệm, cứ lên download thử là biết, không cần phải hỏi anh ha. Rồi tiếp tục là bạn Never Give Up có nói rằng dạ dễ hiểu thật đấy, cảm ơn bạn nhé. Rồi cảm ơn bạn đã xem và ủng hộ video. Tiếp tục hình như là cái khóa học Zoom Live của mình cũng rất là nhiều bạn quan tâm ha. Anh thấy nãy giờ hỏi toàn là về cái khóa Java thôi. Rồi tiếp tục với bạn là Thánh Tâm TV. Anh à, sao cái khúc em nhấn shift chuột phải thì nó không hiện Open Command Window here mà nó hiện lên Window PowerShell. Thì cái này theo anh biết á, là nó do cái phiên bản của máy tính. Nếu như mà mình sử dụng Win 7 á, thì nó sẽ hiển thị là Command Window here. Còn em sử dụng Win 10 này nọ thì nó sẽ hiển thị là Window PowerShell. Thì em sử dụng hai cái công cụ này, cái công cụ nào cũng được hết. Thì ở đây á, anh trả lời cho em ha, nhưng mà thực sự là những cái câu hỏi mà nó chuyên về sử dụng phần mềm thao tác máy tính thì thường là anh ít trả lời ha, tại vì anh cũng không chuyên về mấy cái đó. Nhưng mà cái này anh biết thì anh trả lời cho em. Rồi, có cần học bạn Tùng Phạm, có cần phải học hết mọi thứ về JavaScript đâm không anh? Nếu học thì học những cái gì anh? Thì theo anh, khi mà mình học một cái gì đó nó dùng cho cái công việc sau này của mình á, bởi vì mình học là sau này là mình dùng cho làm việc, chứ mình tiếp cận nó với cái vai trò là mình học để mình làm việc, thì mình cố gắng là nắm cho nó vững luôn. Nhiều bạn thì anh hỏi ví dụ như biết HTML, CSS không? Dạ biết sơ sơ. Rồi biết JavaScript không? Dạ biết sơ sơ. Thì cái câu nói mà biết sơ sơ nó uổng lắm. Biết sơ sơ giống như là mình không biết gì ha. Thay vì anh hỏi biết cái đó không em? Nó dạ biết, em làm nhiều dự án đó rồi. Đúng không? Khi mà em đi phỏng vấn cũng vậy. Ai hỏi em cái ví dụ như em làm PHP chưa? Cái em nói dạ em làm PHP rồi anh ơi. Đây là những cái sản phẩm em làm nè. Đó, tự nhiên em gây một cái ấn tượng rất là tốt với nhà tuyển dụng liền. Tránh cái trường hợp mà biết sơ sơ hay là mới học qua này nọ ha. Do đó với cái trường hợp của em, theo anh nếu mà em chọn JavaScript rồi thì cứ học hết về nó. Và cái thằng DOM là cái thằng rất là quan trọng đối với JavaScript, do đó cũng phải cố gắng học. Em có hỏi thêm là nếu học thì học những cái gì anh? Thì lúc này em có thể tham khảo cái khóa học là lập trình Frontend Master ha. Những bạn nào mà theo web thì cái khóa học này là cái khóa học không thể bỏ qua nè. Mấy đứa xem hết cái khóa học này và có điều kiện thì cứ đăng ký học ha. Tại vì trong cái khóa này có rất là nhiều kiến thức. Anh mở sơ cho mọi người xem ha. Đây,
nó có khoảng là 14 chương, và tất cả những cái gì về HTML, CSS rồi JavaScript, SQL trong cái khóa này có hết, là do đó mọi người có thể tham khảo thêm ha. Rồi tiếp tục với Vinh Quang. À hay quá, đề khóa này lâu lắm rồi, làm về Bootstrap và MySQL đi thầy. À, lập trình jQuery. Ok em, về Bootstrap á, thì để anh đang tính nè. À, còn MySQL thì anh đã có một cái series học về MySQL ngay tại trên cái kênh của mình luôn á. Em cứ vào kênh YouTube của mình rồi em tìm sẽ có ha, Vinh Quang. Rồi tiếp tục với bạn là Thành Hưng Nguyễn. Anh ơi, cho em hỏi trong phần HTML á anh, cái thuộc tính autoload, autoplay trong thẻ video á, khi em mở file HTML lên bằng cốc cốc thì nó tự động chạy, còn bên ROM thì nó không tự động chạy được anh ơi. Cho em hỏi là nó bị sao vậy? Bên ROM thì lúc nó chạy, lúc không chạy được. À em save lại rồi cứ chứ không phải là em chưa save mà bên cốc cốc chạy được, còn bên ROM thì không. Cái này thì nói chung những cái câu hỏi mà nó quá chuyên về code đó, thì trong một cái video như thế này đó, thì anh khó mà giải đáp được. Nhưng mà anh sẽ hướng dẫn cho em cách để em có thể tìm kiếm ha. Ví dụ như cái vấn đề của mình thì mình cứ tìm thôi. Ví dụ như đây em tìm thử cho em xem nè ha. Rồi anh mở trang Google luôn. Anh mở trực tiếp google.com ha, để anh gõ cho em xem nè. Rồi ví dụ như cái vấn đề của mình là HTML video autoplay đúng không? Not working on ROM. Đó, mình cứ sợ thôi. Và anh thấy không? Có rất là nhiều cái vấn đề. Cũng có những cái trường hợp mà họ gặp như mình, rồi mình xem rồi mình áp dụng mình khắc phục thôi. Đây có những cái giải pháp nó rất là nhiều. Như anh nói đối với lập trình của mình thì cái vấn đề mà mình gặp phải là chắc chắn đã có người gặp rồi, và chắc chắn nó đã được hỏi ở trên mạng rồi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta đưa cái keyword, đưa cái từ khóa làm sao mà chúng ta tìm để nó ra kết quả. Do đó chúng ta cứ tự động chúng ta với những gì mà em miêu tả, em thấy không? Là anh search bằng cái tiếng Anh với cái câu văn của em mà. Mặc dù là em hỏi rất là nhiều nè, nhưng mà nó tóm lại là có bao nhiêu đây nè. Rồi mình search cái là mình cứ thấy ra những cái kết quả từ Stack Overflow là 90% cái vấn đề của em được giải quyết rồi. Cứ đọc rồi cứ thử áp dụng theo. Còn nếu như mà áp dụng hết cái này mà vẫn bí, không có giải quyết được á, thì có thể lên cái Facebook của Gen Ven ha. Em lên cái kênh này. Đây, học lập trình Gen Ven nè. Thì em cứ post cái vấn đề của em vào đây. Post vấn đề vào đây thì mọi người trong group sẽ hướng dẫn cho em cách xử lý ha. Rồi, tiếp tục với bạn Tiến Nguyễn. Mình bắt đầu tự học, mình thấy dạy kiểu này rất hay. Kiểu này rất hay, dễ hiểu và chi tiết. Cảm ơn Genven. Cảm ơn bạn Tiến Nguyễn ha. Rồi Tiến Nguyễn tiếp tục bình luận thêm một cái nữa ngay video thứ bảy là mà sao ít người xem quá nhỉ? Thì thực sự là những cái video mà mình up lên kênh á, thì mình nói chung là mình cũng không có nhiều thời gian để mình đi chia sẻ cho nhiều người. Do đó mình up lên kênh, rồi những bạn nào mà có subscribe kênh đó thì các bạn mới biết. Do đó những cái lượt xem ở trên cái kênh của mình nó khá là ít. Như vậy thì sẵn tiện á, những bạn nào mà theo dõi những cái video ở trên kênh đó, nếu thấy hay và thấy hữu ích thì cứ giúp mình chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Cảm ơn bạn Tiến Nguyễn ha. Rồi tiếp tục, Thành Hưng Nguyễn cũng có hỏi một câu nữa là Visual Studio Code có cái nào tắt tính năng mà ví dụ em dùng thẻ Center á, thì Center rồi em đóng ngoặc lại thì tự động nó đóng thẻ luôn, em thấy rất khó chịu. Cái này thì trong Visual Studio Code là nó có mặc định đã đóng thẻ cho mình hết rồi mà em. Để anh xem thử ha. Ví dụ như rồi anh cũng mở thử coi. Anh nhớ là cái thằng này thì nó có tự động đóng thẻ cho mình rồi. Để anh mở một cái file gì đó lên ha. Đây. Ví dụ như anh chạy thử đi. Ví dụ như thẻ Center ha. Center đó, anh thấy không? Anh mở thẻ Center là tự động đóng thẻ mình mà. Em kiểm tra lại coi cái Visual Studio Code của em nó có bị gì được không ha. Có thể là reset lại hoặc là lên YouTube search cái từ khóa là Visual Studio Code Gen Ven Vlog. Nó sẽ ra một cái video mà anh hướng dẫn sử dụng về Visual Studio á, em xem em áp dụng theo thử ha. Duy Ngô có bình luận về thiết kế web Dreamweaver với cái từ là nói lắm. Rồi một cái nữa là chi tiết quá, không vào đúng chủ đề.
xem ông này phải để tốc độ hay ít. Thì nói chung những cái video về thiết kế web với Dreamweaver để mình xem lại ha. Thì cái video này do là mình quay cũng cách đây nó cũng tương đối lâu. À để mình xem là mình quay vào up up vào thời gian nào. Up vào năm 2012 rồi. Thì cách đây cũng khoảng 7 năm rồi, do đó cái cách mà mình diễn đạt cũng như cách mình nói trong video thì nó tương đối chậm. Do đó bạn nào mà học mà cảm thấy mà mình nói chậm quá thì cứ bật cái chế độ 2x lên để nghe thôi, chứ không có vấn đề gì đâu. Nói chung thì cũng cảm ơn Duy Ngô ha. Và những cái video sau này thì cái khả năng hướng dẫn của mình cũng như là cách trình bày trong video của mình đã ngắn gọn hơn, và mình nói cũng đã nói chung là lánh lót hơn rồi. Mọi người xem thì cũng có thể thấy ha. Rồi cũng cảm ơn bạn Duy Ngô xem video và ủng hộ video ha. Tiếp tục vinh quang, cảm ơn thầy, nhưng còn thiếu khóa học Bootstrap và Laravel Framework. Thì về Bootstrap á, thì khóa này anh chưa có cho mọi người học miễn phí được. Mọi người có thể lên trên mọi người học cái khóa học Roman Master, thì trong Roman Master có cái phần là Bootstrap, thì mọi người có thể học cái khóa học này để ủng hộ anh ha. Ngoài ra thì khóa học Laravel á, thì anh cũng đã làm khóa học này rồi, lập trình Laravel nè. Và đây cũng là một cái khóa học có phí. Thì bạn nào xem video cũng như là xem những cái gì mà anh quay, anh chia sẻ hữu ích thì có thể tham gia những cái khóa học có phí để ủng hộ thêm cho anh ha. Thì ok, tất cả những cái câu hỏi của mọi người trong tuần vừa rồi thì anh cũng đã trả lời hết rồi. Một lần nữa thì như anh nói là mọi người xem video thấy hay, thấy hữu ích thì ủng hộ kênh, ủng hộ những cái khóa học có phí tại Genven giúp anh. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ lần sau ha.